Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Gần đây khi mà mình làm về những cái video review về thời trang giá rẻ thì thấy được mọi người ủng hộ rất là nhiều. Ngay bây giờ thì mình sẽ review về 10 mẫu giày dép bán chạy nhất của nhà Eroska nha. Và mình nói trước là không hề có booking PR gì cả. Đây là một thương hiệu của Việt Nam, cho nên là mọi người đừng nghĩ rằng là mình khen hay là mình chê là bởi vì booking hay là không booking gì cả. Đây là những cái sản phẩm tự mình bỏ tiền ra mua và tự mình trải nghiệm nha. Bởi vì cá nhân mình thấy các bạn trong team mình nói rằng là thương hiệu này là hiện nay đang có lượt follow gần 1 triệu ở trên Shopee đúng không em? 923,9 nghìn. Ừ thì cứ coi như là gần 1 triệu đi. Thì phải nói đó là một trong những cái thương hiệu cực kỳ lớn ở trên Shopee và Shopee Mall nha mọi người ơi. Mà giá thành thì mình thấy rằng là rất là rẻ. Lượt bán thì toàn từ chục nghìn trở lên. Vào việc. Ok, đây là những cái sản phẩm mà mình đã đặt về nha. Đó, bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người thấy nha. Rồi, đôi đầu tiên, cảm quan khi mà mình cầm ở trên tay ấy thì những cái quai da của cái sản phẩm này có vẻ như là nó hơi mạnh. Và cái chất liệu da thì nó khá là mềm nhưng mà nhìn hơi mong manh. Không biết là như thế nào. Nào bây giờ cho một chiếc cho các bạn trong team mình thử cầm trên tay, nếu như với mức giá 129.000 thì các em cảm nhận như thế nào. Mình nói trước với mọi người là các bạn trong team mình ý, thì hầu hết là những bạn trẻ. Mình là gần như là già nhất công ty rồi đấy. Còn các bạn trong team mình là toàn là 2K, 99 2K hết. Thấy như nào? Bạn Thương hỏi Thương trẻ nhất đi. Thương thấy như nào nếu 129.000? Ừ. Mình thử vào chân xem nào. Nhưng mà cái quai này sao nhìn nó mỏng lắm luôn ý. Có chắc không ý? À, mình nói trước là chân của mình là rất là xấu nha. Chân của mình là thô bởi vì là mình đi giày nhiều cho nên có những cái vết chai. Và chân của mình là size 38 đến 38.5, độ dài là 24,5 cm. Khi mà đi giày nước ngoài là cỡ khoảng tầm 38 1/2. Đó, ok, bây giờ mình sẽ thử xem cái đôi này như thế nào nha. Mình chưa bao giờ đi những cái đôi kiểu quai mảnh mảnh mà kiểu dép không có quai, xăng đan kiểu như này. Thử nha. Đây là đôi đầu tiên nha. Thùy Linh, size chân của em là bao nhiêu? Em là size 37 ạ. Mình là 38 nha, chân mình là không có đẹp. Đó. Thì bạn nào chân đẹp thì đi sẽ xăng đan sẽ đẹp hơn. Nhưng mà chân mình là đi giày thể thao quá nhiều cho nên bị chai. Và cái xương chân của mình khá là to cho nên mình rất ít đi giày xăng đan mà toàn đi giày thể thao thôi. Đó. Thì đầu tiên nha, cảm nhận thì là cái phần quai nó khá là mềm đúng không? Đi không bị đau chân là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái phần đế, tức là cái phần mà tiếp xúc với cả bàn chân ấy, nó cũng không bị cứng. Và chân của mình bình thường là, như mình đã nói là 24.5 cm. Đó. Đây là nhìn nghiêng. Chắc là đối với những bạn nào mà chân đẹp thì đi sẽ đẹp hơn. Chân mình là xấu thì mình mời một bạn mẫu chân đẹp hơn vào. Đây 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 là chân mình nha. Thì đó là về bạn này thì bạn ấy sẽ đi kiểu nhìn nó hơi rộng một tí vì chân nhỏ. Cái quai mảnh này đi lên nhìn thứ nhất là nhìn nó trẻ mà thứ hai nữa là nhìn nó trend. Bây giờ rất là trend những cái dép xăng đan kiểu mảnh như thế này mà cái quai kiểu đan chéo chéo ấy. Đây là theo riêng quan điểm cá nhân mình nha. Đôi này thì không cần phải bàn cãi về mẫu, rất là trend. Khi đi thì những cái dây này nó cũng không làm chân của mình bị đau bởi vì cái dây của nó là dây da mềm. Tuy nhiên đây là mình nói dựa trên cái quan điểm của cá nhân mình là đôi này đi nó vẫn không quá chắc chân. Cái phần đế khi tiếp xúc cùng với cả cái mặt đất ấy mà đi đi lại cảm giác nó vẫn hơi kiểu bập bênh. Thì form là đẹp rồi đấy, chất liệu da cũng ổn, 129.000 là rẻ nhưng mà 8 trên 10 mình nghĩ là hợp lý. Tiếp theo sẽ là một đôi... Ôi nhìn form trend lắm. Chất liệu da thì chắc chắn sẽ là da kiểu da tổng hợp rồi, giả da rồi. Đó. Nhưng mà cá nhân mình thấy rằng là đôi này nhìn trend lắm này. Năm nay ấy thì rất là mốt những cái đôi dép mũi vuông. Ok, bây giờ mình sẽ thử nha. Chân mình thì to nha, mọi người nhìn thấy chân mình to không? Đó, cho nên khi đi là nó bị tòe như này. Đó, cần phải, chắc là mình đi cỡ 39 là mới vừa. Bởi vì là nó bóp hai bên này đi hơi đau này. Vì cái form chân mình là form chân dày nha. Thì đây là mình nói dựa trên quan điểm cá nhân mình là đôi này đẹp. Đẹp hơn đôi lúc nãy mà nhìn nó sang. Khi mình đi là cảm giác không có cái độ bập bềnh như cái đôi kia. Mà đôi này đi đến đâu là chắc chân đến đó nha. Và cái form này ấy, thì mình nghĩ rằng sẽ phù hợp đối những bạn nào mà có chân mỏng một tí. Còn nếu như chân dày ấy, khi mà đi là hai bên này nó bị kích này, giống như mình là đi sẽ bị đau. Khi mà mình đi đây là mình cảm giác đau ấy. Đôi này thì cá nhân mình thấy là đẹp này. Nhưng mà khi đi là nó hơi đau chân. Đặc điểm ấy của chân mình ấy là cái bàn chân dày. Cho nên khi mà đi là ở cái phần này này là nó hơi kích mà nó hơi đau. Cho nên là mình sẽ phải đi 39 thì mới phù hợp. Nhưng cái form này thì đẹp. Tất cả các bạn trong công ty mình ai cũng nói cái form này đẹp. Và nếu như mà mặc quần bò thì rất là đẹp luôn. Mặc váy thì tất nhiên là cũng ổn rồi, nhưng mặc quần bò là đẹp nhất. Tức là vì cái phần đường này này, đó, cái phần chỉ này, người ta may dạng như kiểu là bị bóp vào ấy, may bị thít vào ấy. Cho nên là khi đi đối với những bạn nào mà chân hơi dày một tí là sẽ đau. Còn chân mỏng như Ngân đi thì lại bình thường đúng không? Mấy điểm? Thôi 8 điểm.
8 điểm là hợp lý, rất muốn chấm 8 điểm rưỡi nhưng mà vì cái form này nó không phù hợp đối với những bạn nào chân dày. À, đôi này thì rất là trend này. Đây là một cái kiểu dép mà mình thấy rằng các bạn trẻ đi rất là nhiều, quay trong. Đó, dép quay trong. À, bây giờ mình sẽ thử nha. Những cái đôi này thì nó quá là thông dụng rồi, bởi vì là đi mặc váy cũng được, mặc quần bò cũng được, thậm chí là mặc quần đùi cũng được luôn. Nhưng mà mình sẽ thử xem sao, nhưng mà mình thấy rằng là cái form của nhà Eroska này nó hơi bé, nó hơi bé. Ví dụ như là 38 thì Thùy Linh đi 37 lại vừa. Còn mình thì 38 đi 38 lại bị kích. Nào vào nha. Mình 38 này, đi size 38 này là kích nha, bởi vì bàn chân mình rất là dày, dày thịt luôn ý. Khi mà nhìn ở ngoài mọi người sẽ thấy rằng cái bàn chân của mình nhìn như cái thuyền luôn ý mọi người ơi. Còn chân của Thùy Linh thì đây là chân Thùy Linh đi thì nó sẽ vừa hơn. Và chân Thùy Linh là 37 và chân cũng là hơi dày chân một tí, không phải quá dày chân nhưng mà cũng là hơi hơi dày đấy thì làm vừa hơn. Còn của mình là đấy, nó thít và nó bó chịt như kiểu là cái khúc giò luôn ý mọi người ơi. Đây mọi người thấy này, đó là mình đi không có đẹp nha, nhưng Thùy Linh đi lại đẹp. Đó, chân Linh đi khác bọt hẳn luôn, đẹp. Đúng như các bạn nhân viên trong team mình nhận xét ấy, thì mình thấy rằng nhà Eroska này làm form bị nhỏ, nên làm chuẩn size là cái nhất. Cái thứ hai là nếu như các bạn mua giày dép của nhà Eroska này thì mình nghĩ rằng nên tăng lên một size là nó sẽ hợp lý nhất, là đối với những bạn nào mà chân dày như mình là đi nó kích lắm. Mình 38 đi 38 mà nhìn đúng như khúc giò luôn mọi người, nhưng mà Thùy Linh 37 đi 38 thì lại đẹp này. 8 rưỡi là hợp lý, bởi vì là khi mà mình đi đôi này thì cái đế của nó chắc cực kỳ. Đây mọi người nhìn thấy này, cái phần đế của nó ấy, đi chắc lắm, đi chắc chân, không hề có tình trạng bị bập bênh, nhưng mà vì cái form của nó quá nhỏ đi, phần này nó hơi bị thít vào này. Cho nên là 8 điểm rưỡi là hợp lý chứ không thể nào là 9 được. 9 là gần như là tuyệt đối rồi ấy. Không có điểm chê, gần như là không có điểm chê thì 10.9 điểm. Đôi dép lê đi, mùa hè rất hay đi dép lê này. Có một đôi màu trắng, cái quai của nó siêu mỏng luôn. Cầm mà xem. Không, cái quai ấy, cái phần quai này, cái phần da này nó mỏng lắm. Khi mà cầm thực tế ở trên tay mọi người thấy rằng là nó mỏng. Tiền nào của nấy chứ. Đúng rồi, tiền nào của nấy. Da mềm nhưng nó là giả da chứ không thể nào là da thật được đâu. Không bao giờ là với giá này làm gì có da thật được rồi. Nào thử nhá. Cái đôi này thì riêng về form là mình đánh giá đẹp, đẹp và trẻ. Nói chung là mặc quần đùi hay là quần bò gì cũng đẹp, để mặc váy cũng đẹp luôn. 38 thì riêng đối với cả dép lê là mình đi vừa, không bị chật, vừa luôn nha. Không hề bị kích gì cả là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái màu trắng này thì nó lại không phải là một màu trắng quá tôn da. Nó là một cái màu trắng kiểu trắng tinh, trắng toát. Cho nên khi mà đối những bạn nào mà da ngăm mà đi cái màu này không hợp, nên đi những cái màu trắng ngà hơn, đúng không? Màu này nó vẫn hơi nổi quá nhưng mà form là đẹp nha. Mẫu này có tổng cộng là 3 màu là trắng, nút và đen. Thì mình thấy rằng cả 3 màu này đều đẹp cả. Tuy nhiên như mình đã nói rằng là cái phần quai này là nó là hơi mỏng, nhưng mà không thể nào mà đòi hỏi được, bởi vì 59.000 cho một đôi dép là nó quá là rẻ. Bây giờ nếu như mà đi mua một đôi tông bình thường ở ngoài nó cũng tầm 5-60, đúng không các em? Nó cũng tầm đấy rồi. Mà mọi người lưu ý đây là dép lê kiểu nhá, nó không phải là tông mà nó là dép lê kiểu luôn ý. Thì khi mà cầm trên tay cảm giác nó khá là mỏng manh, nhưng khi đi vào chân là êm nha. Đó là cái trải nghiệm của mình như thế nào mình nói y nguyên như vậy, bởi vì là Eroska thì không hề tài trợ, cũng không hề trả tiền booking, cũng không hề tài trợ những cái sản phẩm này trong video ngày hôm nay. Và mình thấy cái lượt bán nó quá nhiều trên, các bạn đã mua về cho mình review. Nếu như xét về form dáng, trải nghiệm và mức giá thì 9 điểm là hợp lý, đẹp nhỉ. Nếu là chị mà để đi mua ở nhà chị vẫn đi. Đẹp. Tiếp theo là một đôi dép mà mình thấy rằng màu đen. Không biết là đôi này nhìn có vẻ chắc chắn hơn hẳn, chắc là giá cao này. Ồ, đôi này ngày xưa chị đi làm toàn đi form này thôi. Ngày xưa mình đi làm bên công ty toàn đi làm form này mọi người ơi, vì là ngày xưa trong công ty mình là hay mặc váy. Cho nên mình toàn đi form này. Đó, giày công sở basic luôn. Nó là kiểu giày mũi nhọn và cái đế của nó là đế vuông như thế này. Thì đi nó sẽ cảm thấy chắc chắn, vì ngày xưa mình làm chuyên viên huấn luyện ấy. Cho nên là cứ phải đứng giảng rất là nhiều, đứng nói rất là nhiều, đứng dậy rất là nhiều. Cho nên là toàn phải lựa chọn những cái đôi giày mà nó có đế vuông như này. Còn mình không đi được đế nhọn, vì đi đế nhọn là đứng giảng nó kiểu đau chân lắm. Thử nha. Đôi này là che được cái nhược điểm của chân mình, nó chính là cái phần ngón chân khá là xấu và thô. Ui chật lắm. Có đúng 38 sao chật này. 38 chứ ạ. Xét rồi, chật quá. Thùy Linh đi đi, Thùy Linh ơi, chị không thể nào chị nick vừa nữa. À đau. U chật lắm, chật cực kỳ luôn. Thùy Linh đi đi. Đấy, nhà này làm form chật lắm. Đôi này không bao giờ tin là 38 luôn, ở ngoài nó bé tí luôn đi. Đôi này chỉ cơ khoảng tầm 37 thôi. Thấy chưa, chân Thùy Linh 37 vừa đúng chính xác luôn, vì Thùy Linh là chân 37 vừa khít luôn ý. Linh quả này là thắng đậm luôn cả công ty mình, không một ai là chân 37 38 hết, toàn 36 35. Có mỗi mình với Thùy Linh là 37 38, nhưng mình đi không vừa. Đôi này đẹp, riêng về cái chất liệu da của đôi này là mềm này,
mềm là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái form nó đẹp lắm. Mình không biết là khi quay lên hình nhìn nó như thế nào, nhưng mà nhìn thực tế ở phía bên ngoài cái form đôi này rất là đẹp nha. Basic, mặc đi học, đi làm, cho đến kể cả sinh viên đi đôi này vẫn cứ đẹp luôn. Chân Thùy Linh là 37 đúng không Thùy Linh? Đi 38 mới vừa, nhà này làm form bị bé. Còn chân mình 38 thì lại đi đôi này là kích, không thể nào mà đi được. Đó, cái mũi của nó là mũi nhọn như thế này này. Đó, đi nhìn lên chân cực kỳ thon luôn. Và vì chân của Thùy Linh là không có gân nhiều, chân mình gân nhiều, chân Thùy Linh ít gân là đi đôi này đẹp. Đôi này đẹp quá. Đi lên chân một cái nhìn thấy đúng kiểu khác bọt luôn ý. Trách gì mà lượt bán nhiều. Mình đang nói dựa trên cái mức giá bỏ ra là 199.000 thì cái đôi này thứ nhất là cái chất da của nó dày dặn hơn hẳn luôn này. Thứ hai là nó mềm và thứ ba là cái form nó đẹp. Không hiểu sao mà kiểu giày bình dân người ta làm form đẹp nhỉ. 9,5 là hợp lý nha, không cần phải bàn cãi luôn. Tiếp theo, bọn mình chọn toàn review những cái đôi nào mà bán chạy nhất của nhà Eroska rồi đấy. Ui, đôi này trend lắm. Đôi này là trend năm nay này. Molinista ấy, cái kiểu váy mà kiểu ngắn, nó hơi xe một tí là đi đôi này cực kỳ đẹp luôn. Tiểu thư nha mọi người ơi. Nào thử nào. Chị chắc chắn là đôi này cũng không vừa rồi. Nhìn cái form nó bé như thế này, không hiểu sao đây là 38 luôn. Cái form ở ngoài nó bé lắm luôn ý. 38 mà, Linh làm sao mua sai được. Ở bên dưới là 38 đấy thầy. Nó bé lắm luôn ý. Chị đi là còn kích kia này. Kích luôn. Rồi. Không, chị không đi vừa, đôi này chị đi bị kích. Đôi này đẹp lắm mọi người ơi. Mình đi không vừa. Thùy Linh 37 là đi 38 mới vừa. Bởi vì là cái phần trước này nó hơi chật này. Mình đi là nó bị kích đoạn này. Nhưng mà Thùy Linh đi rất là vừa nha. Đôi này đẹp. Đôi này mà nói thật luôn, mặc áo dài, đi mặc váy, quần bò đều đẹp. Bọn mình không phải là mẫu chuyên nghiệp. Bọn mình chỉ review dựa trên cái cảm nhận, giống như là một người tiêu dùng mua hàng bình thường về để trải nghiệm thôi. Đôi này đẹp. Nếu như mà làm móng mà đi đôi này thì đẹp cực kỳ luôn. Đẹp nha, đôi này đẹp. Đặc điểm của da nhà Eroska đó chính là mềm. Cho nên khi mà đi vào chân thì mọi người sẽ thấy rằng là cái phần đế thì tùy đôi nó sẽ có cái cảm giác bập bênh hay không, hay là chắc. Nhưng riêng cái phần da ở cái phần quai là mềm nha. Thì mình đang nói dựa trên cái cảm nhận của cá nhân mình. 189 đôi này đúng không? 9 điểm không cần phải bàn cãi vì đôi này form đẹp. Form đẹp là cái thứ nhất. Cái thứ hai đã đi vào chân chắc chắn. Cái đế vuông này thì cực kỳ chắc chắn luôn nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có vẻ như là nhà này bắt trend. Rất là bắt trend, trừ một điểm đó chính là cái form của nó quá bé và phù hợp đối với những bạn nào mà chân không quá dày. Còn đối với những bạn nào mà chân như cái xà lan, chân như cái thuyền như mình thì đi những cái đôi này không ổn. Bởi vì là khi đi nó bị thít ở cái phần quai này. Mà cái form, đây mình không hiểu lý do vì sao form này lại là form 38 luôn. Bởi vì nhìn ở ngoài nó bé lắm luôn ý, cái này 37. Đúng chính xác nó là 37 luôn ý, 9. Đẹp nhở, nhà này đẹp đấy. Thùy Linh ván này là thắng đẫm luôn. Mỗi một mình Thùy Linh vừa cho công ty mình luôn. Ô, đây cũng là một cái form mà mình nghĩ rằng là cực kỳ trend trong năm nay này. Đôi này đẹp này. Nhưng mà để mình thử đã. Đây, nó sẽ là cái kiểu như thế này. Trên này nó sẽ có cái quay ngang như kiểu nhúm nhúm vào như thế này. Còn cái form ở phía bên trên thì nó không phải là mũi nhọn mà nó sẽ là kiểu hơi vuông 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 ít như thế này. Đó, có quay ở phía đằng sau. Thử nha. Đôi này chị lại vừa này. Da mềm lắm, đi ra vào chân mềm lắm. Nhưng mà lại là hàng Việt Nam có thương hiệu đàng hoàng đâu, phải dép giày dép tàu đâu. Thì mình đánh giá dựa trên, nó là Shopee Mall mà có 7 ngày đổi trả, nó không giống như hàng tàu. Đôi này thì mình đi chuẩn form 100% luôn. Bởi vì mình đi 38 là thoải mái luôn, chứ không hề kích, không hề chật gì cả nha. Là cái nhất, cái thứ hai đó là form này thì mình thấy trẻ và phù hợp để mang đi học. Chứ còn đi làm thì đôi này nhìn lại hơi kiểu trẻ con quá nhờ. Đôi này phù hợp đối những bạn nào kiểu 2K 99 2K đấy thì đi nhìn cực kỳ dễ thương nha mọi người ơi. Nếu như đối với mức giá là 229.000 thì mình thấy rằng là đôi này đi khá là chắc chắn, mềm chân, nhưng mà cái chất da của nó thì cũng không phải là quá cao cấp. Kiểu quá bền là nó không có phải, kiểu một cái chất da kiểu mềm mềm thôi. Đi thì êm chân nha, nó nhưng mà form này thì xinh. Mình thấy một bên này có cả cái cúc ngọc trai, đó. Chân mình là to lắm nha mọi người ơi, nhưng mà đi đôi này là chuẩn size đấy, không hề kích, không hề chật gì cả. Các bạn trong công ty mình nói rằng là nếu như đối với một cái đôi này mà bình thường bán ngoài chợ thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm bao tiền? Hơn 300, nhưng mà đây là thương hiệu của Việt Nam. Nhưng mình nói dựa trên quan điểm cá nhân mình ấy, thì không thể nào đòi hỏi một cái đôi giày dép với mức giá là khoảng tầm 100,000-200,000 cho những cái chi tiết nó quá là sắc nét. Thì phần đế mọi người có thể thấy rằng là đấy, cái phần đế của nó nhìn không quá kiểu chỉnh chu và hoàn thiện. Và cái chất liệu da của nó thì chất liệu da mềm. Cái này chất liệu da này thì mình nghĩ rằng vẫn dễ xước. Nó không phải là một cái chất liệu da kiểu quá là bền, nhưng mà khi đi vào chân nó mềm lắm. Và riêng đôi này là mình nghĩ chuẩn form này, 8,5 là hợp lý, chứ còn 9 thì nó phải là kiểu rẻ lắm thì mới là 9 cơ. 8,5 mình nghĩ là hợp lý, nhưng mà đôi này cũng phù hợp đối với những bạn trẻ. Còn đã đi làm rồi mà đi đôi này thì lại không quá phù hợp. Em phù hợp mắt. Thế à, đối với những
8 điểm rưỡi là hợp lý rồi đấy. Màu này tây này. Em thích màu này. Mà sao nó bé thế này, làm sao chị đi vừa ta. Màu này là thuộc về lính rồi lính ơi. Nào, đưa chị xem nào. Đây là một cái đôi tiếp theo nha mọi người ơi. Đây là cái màu nâu tây. Đó, và tất cả những cái đường nét ở trên cái đôi này thì nhìn nó vuông vuông kiểu trend năm nay, đến cả cái đế của nó cũng kiểu vuông thành sắc cạnh như thế này luôn. Cái phần mũi dày, cái phần mũi ở phía đằng trước thì nó sẽ kiểu vuông hẳn như thế này luôn. Nào thử nha. Đôi này thì đây là mình nói dựa trên quan điểm cá nhân mình, bạn nào da trắng thì đi mới đẹp. Còn cái màu nâu này khi mà da hơi ngăm một chút thì đi lên sẽ xỉn chân. Và cái phần quai của nó rất là rộng, đây mọi người thấy không? Đi rộng này. Đó. Đó, phần đế thì nó vừa nhưng mà cái phần quai nó rộng lắm luôn ý. Mà đi cảm giác nó hơi kiểu mỏng manh. Cái đôi này ý, thì mọi người thấy này, cái form chân này là bạn này cũng là dày chân giống mình. Mà đi cái phần chân này nó còn rất là lỏng nha. Đó, mình đi là cũng cực kỳ lỏng mà đi cảm giác nó không chắc chắn. Và form đấy, bạn này 37 nha, là đi này, bằng chặn luôn, vừa nha. Mình đi cũng bằng, nó hơi thòi ra một tí mà chân mình cực kỳ dày, nhưng mà đi cái phần đằng trước này nó vẫn rất là lỏng. Form không ok, công nhận cái form này không ok, nhìn trên mạng thì đẹp nhưng mà đi ở ngoài không ok. Riêng cái đôi nâu này thì cái ưu điểm lớn nhất đó chính là cái màu nó nhìn tây. Cái màu là tây đấy, nhìn tây, đi lên nhìn sang, nhưng cái form thì mình đánh giá không ổn. Cho đến khi mà đi vào chân thì vẫn cảm giác quá là lỏng lẻo và không chắc chân. 6 điểm là hợp lý, cảm giác hơi bất ổn nhỉ. Có đôi thì vừa form, có đôi thì lại không vừa, có đôi thì lại chật. Đấy là tùy mỗi người, nhưng mà thôi được thì Shopee Mall thì vẫn có 7 ngày để đổi trả nếu như mà rộng chật ấy. Mà nó quá là mỏng manh nên mọi người nhìn thấy thì cái quai của nó mỏng manh lắm, và cái phần này quá là rộng. Nó lượt bán rất là nhiều nhưng mà khi đi lên không hề chắc chân một chút nào luôn. 149. Bỏ qua nhỉ. 6 điểm là hợp lý. Còn cái đôi này thì mình đã để ý ở ngay trong hộp rồi. Đôi này bao nhiêu lượt bán, nó các em mua về chị đây. Ơ nhưng mà khi cầm trên tay cảm giác nó cũng dày đấy. Đôi này 38 nha mọi người ơi. Khi mà mình cầm ở trên tay thì mình thấy rằng cái đế của nó khá là chắc đấy. Nhưng mà cái phần quai thì nhìn cũng ổn ổn. 79.000 thì quá là rẻ nhỉ. Thử xem sao, chứ còn cá nhân mình thì chưa bao giờ đi những cái đôi dép kiểu như thế này cả. Nhìn ở phía bên ngoài nhìn nó thô lắm mọi người ơi, nhưng mà khi đi vào chân nó lại đẹp đấy. Đôi này đi quần mặc quần đuổi là chơi. Đôi này đẹp nha. Khi mà nhìn ở phía bên ngoài rất là thô nhưng mà đi lên chân đẹp. Mà nhất là do chân Phương Anh quá nhỏ và trắng nên đi lên nhìn đẹp. Nhìn dễ thương lắm mọi người ơi. Mình thấy đôi này đẹp nha. Nếu như cá nhân mình thì mình thấy đôi này đẹp, nhưng mà vì chân mình đi những cái đôi dép sỏ ngón không đẹp, nhưng mà chân Phương Anh quá đẹp để đi luôn. Bên này là 36 này, bên này là 37 này. Dã man đẹp nhỉ. Đôi đẹp đấy. 79.000. Các bạn trẻ đi nhiều mặc quần đũi hơi bị đẹp luôn. So với cả cái đôi dép lê màu trắng thì cái đôi này cái phần đế nó chắc chắn hơn rất là nhiều. Đây mọi người nhìn thấy này. Nó dày cộp luôn. Đó, đôi này là kiểu mỏng mỏng hơn, đi mềm hơn, nhưng mà nhìn nó không chắc chắn bằng đôi này. Đôi này đúng kiểu đồi đồng cối đá này. Và bên cạnh đó nhìn ở phía bên ngoài thì nó không đẹp, kiểu nhìn thô thô, nhưng mà khi đi lên chân hay là do chân kiểu chân Phương Anh đẹp cho nên đi đôi nào cũng đẹp ấy. Đây là theo riêng quan điểm cá nhân mình, nếu như là 79.000 thì đôi này phải được 9 điểm rưỡi. Về những cái đường chỉ ở trên này thì nó không phải quá chi tiết sắc nét, nhưng vì nó quá rẻ ấy, cho nên là 9 điểm rưỡi là hợp lý, gần điểm tuyệt đối luôn đấy mọi người ơi, chắc chắn. Như này cơ mà, đấy đôi cuối cùng đấy mọi người ơi, 10 đôi đấy. Sao nó lắm dây này em. Đẹp. Nào thử nha. Tôi này rất là đẹp nha mọi người ơi. Nhà công nhận là cái nhà này người ta làm mẫu đẹp thật luôn ý. Mà đi khỏe chân nha. Bây giờ Linh nói cảm nhận của Linh đi, là đi có cảm giác đau chân không? Và những cái quai nhỏ này nó có làm cho em bị kiểu cảm giác là nó như nào? Nó bó, nó bị siết vào chân không? Thì em nói dựa trên quan điểm cá nhân em đi. Không hề chị ạ, đi cực kỳ khỏe luôn. Đi khỏe chân bởi vì cái đế của nó là đế trụ tròn mà lại đế trụ to nữa, cho nên đi khỏe chân nha, đẹp. Đây theo riêng quan điểm cá nhân mình thôi nha. Tất nhiên là cái gu thời trang nó là tùy mỗi người, chứ còn bây giờ mình không thể nào mình nói về cái gu của mọi người được, mà mình đang nói về cái gu đa số của những bạn nữ trong tim mình. Thì nếu về hai cái form này các bạn thích form nào hơn? Form đen. Mình thích cái form đen này hơn này. Thứ nhất là cái cảm giác khi mà đi vào chân đôi này nó không bị bập bềnh. Cái đôi nút này khi đi nó cảm giác nó cứ bị bập bềnh là cái thứ nhất, mà cái quai nó quá mảnh. Cái đôi này là nó có chân thêm. Nó có trần thêm một cái đường chỉ trên này, nhìn cái quai của nó chắc chắn lắm. Còn cái đôi này nó không hề có trần gì cả, mà đi nó mảnh hơn. Đó, đôi này là có một cái đường trần chỉ, nhìn nó chắc chắn mà đi vào chân. Theo như Linh nói rằng ấy là không bị bó. Bây giờ mình thử nha. Khi mà mình đi vào chân ấy thì mình thấy rằng là đôi này không bị bó này. Không bị bó vào chân. Đó, không bị bó vào chân là cái nhất. Cái thứ hai là form này trẻ. Mình đọc ở trên mạng thì thấy nói rằng là cái hãng Eroska này thì những cái người mà sản xuất ra, những cái người thợ thủ công làm ra những cái sản phẩm này đều là người Việt hết, thương hiệu Việt nha. Thì mình nghĩ rằng là nên ủng hộ, mà khi đi vào chân nó mềm nhỉ. Nó mềm ở dưới cái phần đế này của nó có một cái lớp kiểu dạng như là lớp bông mút. Đi nó mềm chân mà nó không bị bó vào chân.
9.5. Thật ra là đôi nào cũng đẹp ấy, bây giờ khó chọn lắm. Thì mọi người cứ xem từ đầu đến cuối nha. Nhưng mà có những cái đôi sau đây mà mình cảm giác rất là ổn trong tầm giá này. Gần như là khen hết các chị ạ. Gần như là khen hết. Khen nhiều thì mọi người lại nói rằng là quảng cáo rồi không dám chê. Nhưng mà mình nói dựa trên quan điểm cá nhân mình là nếu như cỡ khoảng tầm trăm mấy một cái đôi như thế này đúng là ngon trong tầm tiền luôn. Đầu tiên nếu như để nói về cái đôi mình thích nhất chính là đôi này. Đôi này nó cái form của nó đẹp lắm luôn mọi người ơi. Mà đi học đi làm kiểu lúc nãy Thùy Linh đi lên nhìn cảm giác khác bọt cực kỳ. Đây là đôi này nha. Tiếp theo đó sẽ là cái đôi này. Đó, đôi này cũng đẹp này. Đó, tùy gu mỗi người nha. Nhưng mà cá nhân mình là mình thích đôi này. Tiếp theo đó sẽ là đôi này. Chuẩn như Phương Anh nói luôn. Nhìn ở phía bên ngoài thì cảm giác nó kiểu giống như là cái dép từ năm 1900 hồi đó. Dép con trai nhưng khi đi lên đẹp. Không hiểu sao luôn ý. Tiếp theo đó sẽ là đôi này. À, đôi này cũng đẹp. Rồi là phụ đôi này, dép lê này. Đó. Quá rẻ luôn. Còn đôi này thì cũng đẹp, form đẹp. Nhưng mà đây mình nói dựa trên quan điểm cá nhân mình thì là nó hơi bó. Và cái quai này thì đi ra mồ hôi nó cứ bị trượt ấy. Thì tùy nha, bạn nào thích thì các bạn đi. Đôi này thì cũng ổn nhưng mà lại giá hơi cao nhỉ. 229.000 giá hơi cao cho nên xếp cuối cùng nha. Tổng quan lại trong video ngày hôm nay thì mình thấy rằng cái hãng Eroska này gọi là ngon trong tầm giá. Trách gì mà cái lượt follow ở trên cái trang Shopee của hãng này lên đến gần 1 triệu. Bởi vì là cái sản phẩm nó quá ngon trong cái tầm giá tiền cỡ tầm dưới 200.000 mình thấy cực kỳ ổn luôn nha. Và mình cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Tất cả những cái link sản phẩm này của Shopee Mall thì mình sẽ đặt ở ngay bên dưới phần mô tả của video, mọi người có thể tham khảo nha. Và nếu như mọi người thích video này đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.